Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Thì hôm nay là mùng 1 tháng 5. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay mình lại ngồi cái máy massage này và kết hợp làm video. Thì hôm trước mình có bạn vào nói mình là khoe của, thì trời ơi, chẳng qua là mình kết hợp thôi chứ cái máy này người ta có từ 80 đời rồi. Bây giờ mình mới có là cái gì đâu mà khoe của bạn. Thì mong bạn đừng có những cái comment như thế, mình buồn. Thì chẳng qua là mình kết hợp một cái này, mỗi một cái liệu trình của nó 15 phút. Mà nhiều khi mình bấm 2 lần là 30 phút. Thì mình kết hợp từ sáng đến giờ chẳng làm cái gì đâu mà chưa làm được video. Thì mình kết hợp làm video thôi các bạn nhé. Thì bây giờ bắt đầu vào câu chuyện chính. Hôm trước có một bạn hỏi mình là bạn ấy là phát 51, hộ chiếu 51. Theo mình biết thì mình không phải là cái hộ chiếu đấy, nhưng mà theo mình biết thì là cái phát 51 thì là tệ nạn chính trị và không được về Việt Nam. Không nói là không được về Việt Nam thì mình không biết là Việt Nam không cho về hay là Đức người ta không cho về, hình như là Đức họ không cho về thì phải. Thì bây giờ bạn ấy nói là bạn ấy bị bệnh như là về hưu non, về hưu sớm ở bên Đức này 42 năm rồi, mà bây giờ là muốn về Việt Nam mà không biết là như thế nào. Thì bạn ấy hỏi mình là có biết như thế nào không thì chia sẻ giùm. Thì mình mới nói là để mình làm video nói cho nó cặn kẽ, chứ còn viết thì nó rất là dài. Mà nói thật với các bạn, mắt mình bây giờ già rồi, mắt kém lắm, cho nên là nhìn nó khó mà viết nó dài lắm, lâu. Cho nên là tốt nhất ý, làm một cái video. Thì không biết là hôm nay bạn ấy có vào xem không. Thì theo mình được biết ý, là cái bát nhân đạo là cái này nói nhỏ đấy nha. Đây là mình được nghe thôi chứ mình không phải cái diện đấy. Thì ôi dồi, sao nên nó nhân cái chân cao này rồi. Không biết là mình bấm vào cái chế độ gì. Nó nhân chân cao vút lên đây các bạn. Ôi chết rồi, tay ngủa ra. Thì theo mình được biết, ngày xưa mình có nghe tiếng là người ta nói là bác chính trị là kiểu như là phản động Việt Nam đấy. Thì người ta mới cho ở lại, người ta mới cho cái bát nhân đạo. Mà thật ra nếu như ấy, chẳng qua là vì mình biết được là vì miếng cơm manh áo thôi, chứ còn không ai muốn là phản làm nào đây nhỉ? Giờ nó lại bấm cái chân nhân cao này chứ này. Để mình sửa, để mình xem đã. Mình tì vào cái gì mà nó bấm cái chân cao thế cái chứ? Mình ghê. Mình để mình tì thế nào mà nó nhân cái chân cao này cái gì này. Thank you.
Tại vì các bạn biết không, mình mùa hè là mình bị giãn mạch máu, trên là cái này nó cứ cho hơi vào nó bóp hơi xong lại nhả ra, nó lại bóp. Các bạn hình dung giống như các bạn mà đo huyết áp ấy là nó bóp tức như thế. Thì ngày xưa mình đi khám chân thế là bác sĩ người ta cũng làm như thế, thì là mình thấy nó đỡ. Thì mình hy vọng là mùa hè năm nay có cái máy này thì mình sẽ đỡ cái chân của mình nó bị giãn mạch máu đấy. Nó mùa đông thì không sao, nhưng mùa hè là nó đi cái bàn chân nó rát như là đi phải sỏi ấy. Đi vào sỏi trời nắng ấy các bạn ạ. Bạn nào có biết thì chỉ cho mình ấy. Nó rát như là đi vào sỏi ấy, và nó xuống máu xong nó tức tức cái cổ chân, rồi là nó ôi giời, giờ nó không bóp vi cái ấy nữa rồi. Nó tức cái cổ chân rồi nó mỏi, đi nó mỏi lắm các bạn ạ. Đấy, mình cũng hy vọng là nó sẽ đỡ. Thì bây giờ mình nói tiếp cái chủ đề chính là cái bạn ấy hỏi là bây giờ là bạn ấy bị bệnh, bạn ấy về hưu non, bạn ấy ly dị ở bên này rồi mà con cái thì nó trưởng thành hết rồi. Bây giờ bạn ấy muốn về Việt Nam sống thì bạn ấy hỏi mình là có biết luật như thế nào không, thì bày cho bạn ấy. Thì mình mới nói là mình mới trả lời là để mình làm video nói cho nó cặn kẽ, chứ còn viết ở đây thì nó rất là dài. Thì bây giờ là mình được biết như nào thì mình chia sẻ như thế. Nếu mà bạn nào biết hơn thì các bạn có thể comment bên dưới. Và mình đây là mình cũng được nghe được biết thôi, chứ còn mình không phải là cán bộ nên mình cũng không biết chắc chắn lắm các bạn nhé. Các bạn đừng có nói là không biết mà dám nói nhé. Thì mình nói theo cái khả năng của mình, mà mình biết được như nào thì mình nói thế thôi. Thì bạn ấy nói là bây giờ về hưu rồi mà ở Đức thì buồn lắm. Thì thật sự là đúng là ở Đức thì buồn thật, ở Đức buồn lắm. Bây giờ về hưu rồi muốn về quê hương, mà cái bát nhân đạo của bạn ấy thì cái hộ chiếu thì ở đây nó hay gọi là bát bát nhân đạo của bạn ấy thì không được về Việt Nam. Thì bây giờ như thế nào thì có biết thì bày cho bạn ấy với. Thì nếu như theo mình ấy mà bạn muốn về Việt Nam thì bạn có thể là hỏi cái cơ quan người ta quản lý mình ấy để cho nó chắc chắn là như thế nào. Chứ còn nếu như bạn nghe mình hoặc là người khác người ta có nói chăng nữa thì không biết là có chuẩn xác hay không. Cho nên là cũng không 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 chắc ăn. Thế còn nếu như mà mình được biết ấy, ngày xưa ấy, không phải là ngày xưa mà cách đây cũng chỉ mới có mấy năm cái đợt dịch, cái đợt mà Ukraine đấy, 2 năm, năm nay là năm thứ ba thì phải, Ukraine ấy, 2 năm ấy. Thì có một là vợ chồng anh chị ở đây về về hồi hương thì nếu như đúng như là cái luật mà Đức người ta cho là ai mà hồi hương tự nguyện hồi hương nhé, thì họ cho mang hàng vô vô thời hạn luôn, có người mang mấy tạ cũng được, mang hàng vô thời hạn và được mang một cái ô tô về, và được 7.000 người ta cho. Đấy là những người bình thường. Còn như bạn đấy thì là cái bát nhân đạo không được về Việt Nam thì bây giờ mình không biết được. Nhưng mà theo mình nhé bạn nhé, theo mình ấy, chứ rồi cái này bây giờ nó lại cứ bóp vào trên cổ, nó không bóp xuống lưng nữa rồi. Không biết là bấm như thế nào đây. Theo mình ấy, nếu mà bạn mà muốn về thì bạn cứ hỏi cái cơ quan mà người ta quản lý mình ấy, cho nó rõ. Nhưng theo mình ấy, nếu mà được được mà tốt hơn ý thì bạn không nên là về hẳn, bạn về khi đi khi về thôi. Nhưng mà cũng tùy từng hoàn cảnh của từng gia đình. Ví dụ những gia đình mà người ta còn nhà Việt Nam, ví dụ bạn ấy còn nhà Việt Nam, còn chồng ở Việt Nam, nhưng mà 40 mấy năm rồi không về thì chồng nào người ta chờ, đúng không các bạn? Khó lắm. Đấy thì về. Chứ còn nếu mà chồng ở Việt Nam mà bỏ rồi
con cái à, mà bạn ấy nói là bạn ấy ly dị ở bên này, chắc là sang đây lấy chồng hay là có chồng nhưng mà ly dị không biết, nhưng bạn nói là ly dị ở bên này. Thì bây giờ về Việt Nam ấy, thì bây giờ nói nếu như cái tuổi của bạn và tuổi của mình thì có lẽ nếu như bố mẹ bạn ấy mà thọ lắm mà gần 100 tuổi thì vẫn còn, còn nếu không thì cũng khoảng độ 80, 90 thì có thể cũng qua hết rồi. Mà cha mẹ không còn thì về làm gì? Không phải về làm gì, về thăm quê cha đất tổ anh chị em. Nhưng mà cái đó thì nó cũng chỉ là thoảng thôi, còn chủ yếu là về với gia đình. Đúng, các bạn công nhận mình không nào? Về với gia đình, mà gia đình thì anh em khiến giả nhất phận. Thì không biết là nên như thế nào. Mà còn nếu mỗi một người mà có một cái hoàn cảnh khác nhau, còn nếu mà bạn ấy còn nhà còn cửa ở Việt Nam, còn chồng chờ chồng đợi ở Việt Nam thì về thì tốt quá còn gì nữa. Nên mà về thì có rất là nhiều người ấy nói là thôi tôi về thì tôi ở làm gì, tôi chả ở đó, tôi chán đất rồi tôi đi về thôi. Nhưng mà xác định là như thế, nhưng đến lúc về thì lại vẫn vẫn nhớ đất, vẫn muốn quay lại nhưng mà không quay lại được nữa các bạn ạ. Đấy, bây giờ thế nào nó lại không chạy xuống nữa rồi các bạn, nó thì cứ bóp mỗi ở trên vai thôi. Bực quá như này mình đè nó vào không biết bây giờ nó như thế nào mà nó cứ nó không có chạy xuống dưới nữa. Nếu như mà bạn ấy chỉ có anh em thì anh em khiến giả nhất phận, mà nếu có điều kiện ấy đi đi về về là tốt nhất các bạn ạ. Còn bình thường nhá thì các bạn ở đây các bạn biết rồi, ở đây thì còn có bảo hiểm ốm đau, nếu như không may mà bệnh mất nhiều tiền, chứ giờ mình cứ nói cái ấy thôi, bệnh nhân nhân mất mất nhiều tiền thì nói như đây thì các bạn đừng có bảo là thế bây giờ người ta ở Việt Nam người ta chết hết à, bác sĩ ở Việt Nam không giỏi à? Bác sĩ ở Việt Nam rất là giỏi, nhưng mà mình đang nói là nếu ở ở đây thì còn có tiền bảo hiểm không mất tiền, còn về Việt Nam ấy thì phải tự trả tiền tiền bảo hiểm rất là đắt. Mà mình nghe nói có những người nhá không có tiền chữa bệnh, bán hết cả tài sản cũng không có tiền để chữa, cuối cùng là phải chấp nhận xin về để về nhà chờ chết, mà có người còn còn không dám xin mà trốn ấy, trốn bệnh viện về để về chờ chết chứ không có tiền, nó tốn rất là nhiều tiền. Thế nhưng mà mình cũng thấy nó đây là mình toàn nghe những người ở Việt Nam người ta chia sẻ thôi. Bây giờ mình nói nhá, có những người thì nói là có bảo hiểm thì cũng tốn rất là ít tiền, thế tại sao có bảo hiểm tốn rất ít tiền mà lại bảo là đi cầm cố rồi đi vay đi mượn rồi là bán cả nhà cả cửa cả đất cả cát đi, cũng chả hiểu như thế nào, mình thật sự là mình cũng không hiểu. Đấy thì nếu mà bạn ấy mà tùy từng hoàn cảnh của từng gia đình, có những người người ta vẫn còn gia đình ở Việt Nam, anh em đông ở Việt Nam, hoặc là chồng con nhà cửa người ta vẫn ở Việt Nam thì về về hẳn cũng được. Thế còn như bạn ấy mà bạn ấy nói là bạn ấy ly dị bên này, hai cái con trưởng thành cả rồi ở bên này, thì bạn ấy ở bên này cái tuổi già gần các cháu, gần cháu gần chắc không hơn à, chứ đi về Việt Nam thì khi mà muốn thăm cháu chắc thì lại khó, không trông được, không thăm được.
Đấy thì bây giờ mình cũng rất là khó, bây giờ tùy theo được cái hoàn cảnh của từng gia đình một. Còn nếu còn rất là nhiều người mà cái tư tưởng của ta người rất là giống nhau, là 50-50 thôi các bạn, đi đi về về thôi, đi đi về về thôi, còn không bỏ hẳn Đức. Vì ở Đức dù sao thì vẫn có chế độ, vẫn có chế độ. Ví dụ như bạn ấy mà, ví dụ như bạn ấy mà đi làm có lương hưu ấy, ở Đức này này, nếu như bạn ấy có lương hưu cao mà đủ sinh sống ấy, thì bạn về Việt Nam, bạn về Việt Nam thì hưu người ta sẽ trả cho bạn ấy, người ta sẽ chuyển về Việt Nam trả. Nhưng mà mình nghe nói là bây giờ không rõ mặt thế này nè, mình nghe nói là tiền hưu người ta trả nhưng người ta không trả hết, mà người ta chỉ trả có 70% thôi. Còn nếu như bạn đấy mà nếu như bạn đấy mà không không có tiền hưu, hoặc là hưu ít mà nhà nước người ta hỗ trợ cho, thì khi bạn ấy về thì cái tiền người ta hỗ trợ là người ta không cho. Tại vì ở đây người ta không hỗ trợ, chứ đi về khỏi Việt Nam mà ai ta hỗ trợ nữa, người ta chỉ giả cái lương lương hưu của mình và cái lương là mình làm ra thôi, nhưng mà người ta chỉ chuyển giả có 70% chứ cho họ không giả cả 100% các bạn. Đấy thì nếu như mà đặc trưng đặt địa vị như mình hoặc là các bạn cũng thế thôi đúng không, mà ở bên này 42 năm không hề nhìn thấy Việt Nam, không hề biết gì về về Việt Nam cả, thật sự là rất rất là buồn. Dù sao thì cũng quê hương là chùm cái ngọt, chứ các bạn biết ngày xưa mình cái năm 94 mình về, hồi đấy chưa có mạng xã hội đấy, mà mình về đến gần đến Nội Bài máy bay nó xuống thấp nhá, nhìn thấy cánh đồng rồi nhìn các cái con trâu con bò rồi ruộng lúa, rồi mình nhìn thấy mình cảm động mình khóc nhé, tại vì lâu quá không nhìn thấy Việt Nam. Rồi ở bên này thỉnh thoảng có thời sự, không phải là thỉnh thoảng mà mỗi một ngày là người ta có thời sự, chỉ có 15 phút là người ta nói về Việt Nam thôi, là cứ mở theo dõi nghe thích lắm, nhớ Việt Nam lắm, chứ nó không có như bây giờ. Bây giờ thì mạng xã hội thì nó rộng rãi rồi, cái gì cũng biết, cái gì cũng có, cảm tưởng như là nó gần gũi ngay đây này, gọi điện thì nhìn màn ảnh nhìn thấy mặt nhau thì nó rất là nó không có như là ngày xưa nữa. Nên là thế cho nên là nó khác các bạn. Thế còn mà lúc đấy là mẹ mình vẫn còn, nên là mình hầu như năm nào mình cũng về. Chứ nếu mà ở mà biệt biệt 42 năm mà không về lần nào thì thật đúng là thấy nó quá buồn luôn ấy, buồn lắm ấy. Không về Việt Nam thì buồn lắm, tại vì dù sao cũng là quê hương mình mà quê hương là chùm cái ngọt mà cũng còn về thì thăm quê cha đất tổ rồi thăm anh em họ hàng rồi thăm gia đình ấy. À, đúng không các bạn? Nhưng mà đúng là mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Đây này, người ta cũng vì hoàn cảnh, vì miếng cơm manh áo họ đi sang bên này, thì nó có nhiều kiểu đi. Đi như mình thì đi hợp tác lao động thì mình có giấy phép đàng hoàng, có giấy được phép ở lại Đức đàng hoàng, đi đi về về đàng hoàng. Hoặc là bạn ấy sang đây bạn ấy lấy chồng lấy vợ thì bạn ấy có giấy tờ đàng hoàng, như đây bạn ấy là lại bắt nhân đạo, bắt hộ chiếu nhân đạo, chứ không được về Việt Nam thì nó khó. Nên là cái hưởng cái bát đấy thì thấy cũng rất là buồn. Thì bây giờ là theo mình ấy, theo mình ấy, cái gì mình được biết ý, thì mình nói, còn cái gì mình không được biết thì mình không dám nói, mà mình nói đây là cũng chỉ theo cái khả năng của mình thôi, mà không biết có chuẩn xác hay không. Thì nếu mà biết chính xác ý, thì tốt nhất là bạn đến cái Sở Ngoại Kiều, cái nơi mà người ta quản lý mình ấy, để mình hỏi thì nó tiện hơn, là thì nó chính xác hơn, không phải tiện hơn mà nó chính xác hơn. Nào mà lại cứ không nhìn lên mặt thế này nữa. Cái máy này của mình nó bị trờn rồi các bạn. Nó cái máy nó nặng cái là nó cứ hạ xuống, nó không nâng lên thế là không 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 được như ý của mình. Đấy thì
tốt nhất là bạn ấy lên là như thế, chứ còn nếu mà về hẳn thì cũng không nên về hẳn. Và cái thứ hai nữa là mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Như mình bây giờ mình có muốn về cũng không về được, bởi vì mình vợ chồng thì chia tay rồi, nhà Việt Nam không có, con cái ở bên này, anh em bên này còn đông hơn ở Việt Nam. Thì mình về với ai? Cha mẹ thì các cụ có câu nói đấy, cha mẹ thì qua đời hết rồi, anh em thì khiến giảm cái phận, về mà có tiền thì nói đây thì các bạn thông cảm, không phải là nhà nào cũng thế nha, hầu như là 95%, mình nói 95% là còn tế nhị đấy, chứ 99% ấy là về là phải có tiền, chứ không có tiền thì người ta cũng chẳng quý đâu, thẳng như thế. Thế thì đấy thì mà nghe nói là về hồi hương, xin giấy hồi hương đàng hoàng nhé, thì là người ta sẽ cho mình được mang bao nhiêu tạ về đấy, là cũng được mang này, mang một cái ô tô về này, và người ta đền bù cho 7.000. còn như bạn đi bắt nhân đạo thì không biết là có được đền bù không, thì cái này là mình không biết nha. Thì nếu mà bạn xem cái kênh của mình đây, bạn xem cái video này thì cái nào mình biết mình nói thì bạn có thể là xem và tham khảo, còn cái nào mà mình không biết thì bạn có thể là gặp gỡ cái nơi mà người ta quản lý mình ấy, thì bạn hỏi thì nó tiện hơn các bạn, thì nó không phải nó tiện hơn mà nó chính xác hơn nhá. Thì mình cảm ơn bạn rất là nhiều, bởi vì cũng do cái video này của bạn, do cái câu hỏi này của bạn mà mình đã làm được một cái video. Bởi vì các bạn biết không, làm YouTube này rồi lắm lúc nó bí vô cùng, bí từ lắm ấy, nó bí lắm ấy, không có cái chủ đề gì để mà nói, trời ơi, mà trình độ thì có hạn, nói năng thì nó cũng không hay, rồi nói chung là cái kênh của mình thì người đăng ký cũng hơn 10.000 rồi, nhưng mà người xem vẫn rất rất là khiêm tốn, chán lắm các bạn ạ. Có thể là một thế là làm YouTube này nó cũng có cái duyên, hai nữa là mình làm nó không có hấp dẫn nên là người ta không xem. Thì bây giờ mình cũng mong muốn là các bạn xem ủng hộ U70, nhưng mà người ta không xem cho thì làm nào được. Thì mình làm cái video này, nếu mà bạn nào mà biết ý, bạn nào mà biết về cái chế độ ở Đức mà cho những người bát nhân đạo 51 hồi hương ý, thì bạn có thể là vào đây bình luận để cho bạn ấy xem. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Vì nhiều người biết là tự nguyện hồi hương đấy thì được chế độ như thế, nhưng mà chẳng ai tự nguyện đâu các bạn, chẳng ai muốn rời Đức đâu. Cái lúc mà còn ít tuổi ấy, còn trẻ thì ai cũng nói là sau này mình về hưu, già rồi hết tuổi lao động rồi thì sẽ về Việt Nam sống. Nhưng mà đến lúc mà già hết tuổi lao động, mình chẳng thấy ai về cả, không ai về các bạn. Dù sao thì ở đây thì nó vẫn còn có chế độ của mình. Thế còn về Việt Nam thì nó không có chế độ gì cả. Cho nên là cũng không ai muốn về. Biết rằng là người ta cho mang nhiều như thế đấy, nhưng mà cũng chẳng ai muốn về cả. Thế còn ở đây dù sao thì ở Đức này thì nó có cái chế độ thôi. Chứ còn các bạn cứ nói là ở Đức thì không khí trong lành, mình thấy chẳng trong lành gì đâu các bạn ơi. Bởi vì như thế này nhá, khi mà về Việt Nam không có vấn đề gì, không ngát hơi, không bị phấn hoa, không ngứa mắt, ngứa mũi, không ho hắng. Nhưng mà mình đã đặt chân đến Đức một cái là mình bị. Mà mình bị trước là từ tháng 5 đến hết tháng 7. Bây giờ là tuổi cao rồi nó lại tăng dần, nên là từ tháng 4, trời ơi, hát hơi, ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa tai, ngứa họng, khổ lắm các bạn ơi. Mà đấy là mình còn ít, mình về già mình mới bị. Có những cháu nó bị từ lúc còn nhỏ, ngay cháu ngoại mình nó bị từ còn nhỏ rồi, thì con trai mình nó cũng bị từ lúc trẻ, bây giờ nó cũng cứ bị ho hắng, bị khổ lắm. Cho nên là nếu mà bị nặng là cứ phải uống thuốc. Ngày xưa mình cũng đi tiêm một năm là 2 tháng,
tiêm mấy năm nhưng mà cũng chẳng đỡ, cho nên là mình bỏ mình chả đi đấy, mất thời gian. Nhưng mà thật sự ra thì nếu mà là người Việt mà ở bên này lâu như thế mà không về thăm quê hương thì đúng là buồn, buồn ơi là buồn thật ý. Nhưng mà mỗi người một hoàn cảnh, biết làm nào được đúng không các bạn, biết làm nào được. Bởi vì nó thời thế thế thời thôi, vì miếng cơm manh áo thì người ta phải bon chen, thì người ta sang đây thì nó không có điều kiện, thì sang đây nó có nhiều người nhiều kiểu. Vì bước đầu thì người ta gọi như tiếng Đức ấy, gọi là đi Edekai, này đi bất hợp pháp đấy. Và sang đây thì cũng có người thì may mắn là nhà lấy chồng lấy vợ rồi cưới rồi ăn theo rồi. Nhưng mà như cái bạn này thì không may mắn thì được phép ở lại Đức, nhưng mà là bát nhân đạo, không được về Việt Nam lần nào. Rồi buồn nhỉ, nhớ buồn, buồn lắm. Không về Việt Nam lần nào thì buồn lắm. Việt Nam dù có thế nào cũng vẫn là quê hương của mình, không thể quên được, không thể bỏ được. Ok, thì cái video này mình chia sẻ, mình chỉ biết đến đâu thì mình nói đến đấy các bạn nhé. Mong các bạn xem và ủng hộ ủng hộ 70 nhé. Và bây giờ mình sẽ xin dừng ở đây. Mà tại sao có một điều chỉnh mà mình vừa bấm linh tinh về cái gì mà sao nó lâu hết thế nhỉ? Mãi chả thấy hết cho. Không biết là hay là bấm vào cái gì nó dài hay sao. Các bạn vào đây còn nói mình là khoe của. Trời ơi, khoe gì mà khoe. Nhiều lúc ngay cả nấu ăn, thế mình nấu ăn cũng cùng lắm, không biết là nấu ăn đâu, nhưng mà mình kết hợp thời gian mình nấu thì mình làm video để các bạn xem rồi được cái video. Chứ còn bây giờ ngồi nói thao thao bất tuyệt thì các bạn cũng không thích. Nhìn mặt nhìn cứ ngồi nói thì cũng không thích. Các bạn muốn là mình đi quay. Mà đi quay thì bây giờ mùa đông ấy thì rét các bạn. Mùa đông thì rét mà mùa hè ấy thì phấn hoa. Đi khổ lắm, rồi nắng nôi như là mình không muốn ra ngoài. Để các bạn thông cảm. Ok nhé. Nó đã hết một nhiều liệu trình 15 phút rồi. Mình xin dừng video ở đây nhé. Bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo nhé. Úi dồi ôi, đi dậy để úi dồi ôi, đi dậy để tắt máy. Không có người giúp cho nhiều lúc khổ ơi là khổ rồi.